Hello, chúng mình quay trở lại với Trần Đào Văn Tùng và đến với một video clip hết sức đặc biệt. Ngày hôm nay thì Sao Cho Bang mở tiệc solo cùng với fan. Và để xem là những màn solo của Sao Cho Bang cùng với fan trong cái video clip này sẽ có những gì đặc biệt nha. Let's go. Ok, đại tiệc solo anh em ơi. Ok, của tiệc khác. Joker Kun gì đây? Đánh Rayton ván 1 anh em nhá. Không biết bên phía bên kia sẽ đánh con gì. Một buổi solo kéo dài một tiếng đồng hồ nhưng mà chắc là cũng nếu mà tính in game là nó tầm 30 phút thôi. Anh em cứ xem chill chill để xem là Sao Cho Bang sẽ xử lý solo như thế nào. Rayton cộng vào chinh phục đắc thắng huyền thoại tốc độ đánh cùng với chốt trận cuối cùng bảng phụ mang ngọn gió thứ hai cùng với tiếp sức. Chuyển sang hồi máu phụ trội rồi, solo đắc thắng thì nó hoàn toàn vô dụng nên là chuyển sang hồi máu phụ trội anh em nhá. Đây là Ngọc Thiên về khả năng solo 1-1 rồi. Phép bổ trợ sẽ là tốc biến cùng với thiêu đốt. Chốt chưa? Chốt rồi. Không biết là bên phía bên kia thì player kia sẽ đánh con tướng nào. On cầm tốc biến cùng với kiệt sức, quyền năng bất diệt. Ở nhánh chính và nhánh phụ thì mang theo cái... không phải à? Cộng nhầm à? Cờ sân tê chứ không phải là on anh em ạ. Pick nhầm. Yo, kèo Rayton cùng với cờ sân tê anh em nhá. Một kèo mà Sao Cho Bang cũng đã quá hiểu con cờ sân tê phía bên kia rồi. Lên kiếm Doran chơi khô máu luôn. Kiếm Doran ở cấp 1 thì có tới 88 sát thương tay dành cho con Rayton này. Và Ngọc cộng vào giáp anh em nhá. Cờ sân tê phía bên kia thì đánh bằng quyền năng bất diệt cùng với... cờ sân tê lên đồ gì đây? Đánh tay quy bóc giáp cốt cái nhẹ. Đó, 4 stack của chinh phục ha. Cờ sân tê lên một cái giáp lụa cùng với 4 bình máu ạ. 4 bình máu phải là hơi căng đó. Đánh Onin thì kiếm Doran sẽ lợi hơn, nhưng mà nếu mà đánh giả dích về lâu về dài thì có vẻ 4 bình máu cũng sẽ khá là hiệu quả trong việc trụ len với cờ sân tê để lên level 6. Đánh level 6 chắc mới đủ đam để giết con Rayton này qua. Một pha quy đổi với một pha đánh tay của cờ sân tê phía bên kia, lát hit đã. Đánh tay trên 50 độ, tiếp tục đánh tay quy. Một cú quy nội nhưng đối phương có một pha trả đòn với quy và đánh tay nội tại. Còn Sao Cho Bang lát hit rất tốt, lách quy 3 đối phương. Sẽ là cấp độ 2 trước dành cho Rayton của Sao Cho Bang anh em nhá. Rồi, cấp độ 2 e quy luôn không? E lên. Ôi, tốc biến sớm thế. Diễn viên à? Level 2 cá sấu e quy thôi mà còn phải tốc biến chạy làm gì, nó có W đâu. Con cờ sân tê có vẻ là hơi ao trình rồi. Cú quy nộ vừa rồi chỉ trúng lính mà thôi, lách nhẹ cú quy đối phương và 11/12. Mà tên này chả làm gì đối phương được cả. Thôi chờ quay 3 đi ha. Thường thì những pha này ở trong xếp hạng đơn sẽ là những pha di chuyển cặp mắt ở khu vực sông trên để né ganh của rừng đối phương này. Một pha quy e đánh tay cực tốt đấy từ cờ sân tê. Sau đó thì Sao Cho Bang sẽ cố gắng đẩy lính lên 3 trước ở quê lính thứ 3 này, có trên 50 độ. Cố gắng lách quy 3 đối phương nhá, lách quy 3 thành công. E lên, quy nộ lấy máu xương và hồi máu lại, dùng sắt để mix đam ăn lính cùng với tích thêm một ít nộ nữa. Rồi, cờ sân tê bắt đầu bấm bình rồi. Cú quy vừa rồi lại lát hit con lính xe to nhưng mà bị đối phương trả đòn với một tình huống quyền năng bất diệt các kiểu. Nhưng mà cờ sân tê mất tốc biến rồi anh em nhá. Một cú quy nó không có nộ, bị dính W, không kịp đứt nộ đối phương e về. E lên đứt nộ trừ giáp của bước chân thần tốc, sắt vào thiêu đốt đánh tay quy. Một cú quy nộ và solo kill chắc chắn là như vậy rồi. 4 cái bình máu vừa rồi nó không kịp hồi máu thì cờ sân tê đã bị solo rồi anh em ạ. Và tôi không hiểu tại sao bị mất cái tình huống tốc biến ở level 2 nữa. Một pha tốc biến rất là chấm hỏi đến từ cờ sân tê phía bên kia. Tiếp tục pick cá sấu tiếp à? Nào để xem có đổi kéo khác không anh em nhá. Chuyển người chơi nhưng mà vẫn đánh cờ sân tê. Cờ sân tê này đánh giống như đánh rank cao với tốc biến cùng dịch chuyển chứ không phải là tốc biến và thiêu đốt anh em nhá. Yo, tôi tua nhanh cho các bạn xem luôn cái kèo Rayton cùng với cờ sân tê nó như thế nào. Bên kia thì cờ sân tê đánh có vẻ là giống với những người chơi xếp hạng đơn hơn rồi đấy. Khởi đầu bằng một cái khiên Doran của một bình máu. Còn Sao Cho Bang thì vẫn vậy thôi, không cần phải cộng lại gì nhiều cả, đánh lại kèo cũ. Nào để xem xử lý cấp độ 1 như thế nào đây. Kèo này trong giải LCK hiện tại đánh rất là nhiều anh em nhé. Dính quy đối phương rồi. Cờ sân tê đang đánh những cú quy để lát hit và cấu diệt từ xa thôi. Sao Cho Bang thì chỉ đánh tay lát hit và tích nộ. Đợt lính vẫn đang là đợt lính đẩy cho Sao Cho Bang. Một cú quy bóc giáp cốt rất tốt. Con lính vừa rồi Sao Cho Bang lát hit đã phải trả lại một cú quy đến từ cờ sân tê. Sau đó thì sao đây? Chuẩn bị lên level 2 trước. Level 2 E 2 lần luôn. E 2 lần trừ giáp, lách quy đối phương, đánh tay quy. Một pha chơi hit trên đầu trên cổ đối phương ở level 2. Dùng cú sắt trên 50 nộ để trừ giáp cờ sân tê, lách nhẹ cú quy đối phương. Chơi hit thế này thì ngộp rồi. Cờ sân lúc này pha được 3 CS, còn Sao Châm Vâng thì là 11/12, lại có EQ rồi. Và tập này cờ sân tê level 2 cũng đã có cái kỹ năng E. Đổi EQ của mình lấy E đối phương là không nên anh em nhá. Đẩy tiếp giữ nộ. Nhưng mà quay này thì không có dừng lên đai ha. Cá sấu cầm 100 nộ này mà không có dừng lên đai hơi uổng ha. Dùng quy lát hit. Ok, 17/19. Cờ sân tê sẽ quăng lát hit dưới trụ và nó có dịch chuyển anh em nhé. Còn Sao Châm Vâng thì sẽ cần phải di chuyển vào đánh lính để giữ nộ. Ok, giữ nộ trên 50 nộ. Cờ sân tê level 3 lát hit dưới trụ thì được bao nhiêu đây? Chắc là được tầm 8-9 con gì đấy. Nếu như mà lát hit hết 9 con so với 17 vẫn là hơi ao trình rồi. Tập này có ai rank cao và solo với Sao Châm Vâng đi chứ để mấy ông đánh này hơi ao trình rồi. Máu hồi đến từ cờ sân tê thì nó cũng là rất tốt, chưa phải là một ngưỡng máu quá thấp. Vừa rồi là một pha bị bóc giáp cốt bởi tình huống quy của Sao Châm Vâng. Pha quy này vừa tích nộ vừa lát hit và lách quy đối phương. Một cú đứt thường bị mở đường, quy kịp một cú cắt lao lên đánh tay sắt ngược trở lại né quy đối phương. Tiếp tục đi bộ lên đánh tay quy nộ. Ok, sương ha, lát hit thì trượt mất 1-2 con gì đấy. Nhưng mà vừa lấy được một lượng máu tương đối lớn đến từ cờ sân tê. Nhưng mà băng trụ pha này thì không nổi rồi. Không có trên 50 nộ thì hơi khó băng trụ con cờ sân tê này một chút. Nó vẫn còn khoảng chừng phần 3 cây. Tình huống quy vừa rồi cũng trượt mất rồi. Cờ sân tê nó sẽ hồi phục lại bằng bình cùng với khiên anh em nhé. Tầm này cờ sân tê không bấm bình lên bạn. Không sợ chết à? Một pha lao vào EQ đánh tay. Đứt nộ thôi đi rồi. Đứt nộ thiếu đốt đánh tay solo kill. Non quá. Toàn mấy ông rank có vẻ hơi thấp thì phải. Cái này là solo với tốt donate à? Hình như là solo với những người thuộc dạng tốt donate hay gì không biết nữa. Rồi người tiếp theo. Mình không biết là rank họ là cụ thể là rank gì nhưng mà chắc là rank cũng không cao lắm. Mà được chưa nhỉ? Được rồi. Đánh kêu à? Cái này là solo với cả các cái top donate mà lại còn đánh theo yêu cầu hay gì đây? Kêu với nhiệt độ chết người, đắc thắng thì nên chuyển thành huyền thoại hút máu thì hồi máu phụ trợ sẽ tốt hơn. Huyền thoại tốc độ đánh cùng với nhát trái Vân Huệ, bảng phụ mang giáp cốt cùng với kiên cường, tốc độ đánh sơn thầy và giáp. Hai spell sẽ là tốc biến thiêu đốt anh em nhá. Kèo đánh với Reton. Căng nha, kèo đánh với Reton này là hơi căng nha. Reton mang tốc biến thiêu đốt, hơi áp lực một chút trong khoảng thời gian ban đầu với con kêu mỏng như thế này. Thực ra nếu mà đánh với kèo kêu thì Reton có thể mang sẵn sàng tấn công, mình nghĩ sẽ ok hơn. Kêu thực ra nó rất là mỏng. Nào để xem là kèo này thì Sao Châm Vâng sẽ phải xử lý con cá sấu phía bên kia như thế nào đây. Tôi không biết là hai bên chat với nhau cái gì nữa. Đây, tua đến đây cho anh em xem ha. Cấp 1 E được một cú. Reton với phía bên kia thì chắc là cộng ngọc cũng rất là giống Sao Châm Vâng. Không mang theo giáp cốt đến từ Reton. À không, con Reton này có cộng vào tốc độ đánh thì phải anh em ạ. Cả hai bên bắt đầu tiếp cận lính để lấy nội tại rồi. Đánh tay rồi, cấp 1 bước lên trước 6 con lính đánh tay từ nhà đến trường với full số nhịp độ cùng với full số nội tại. Đánh tay thiêu đốt, đánh tay E flat, đánh tay. Ôi rồi ôi, một máu vẫn solo kill trước anh em ạ. Kêu cấp 1 đánh với cá sấu chấp cả 6 lính vậy luôn nữa hả anh em? Ảo vậy. Ngộp rồi. Yasuo nhịp độ chết người cộng ngọc rất là giống kêu. À không, chuyển thành cái chốt chặn cuối cùng và ngọn gió thứ hai chứ không phải là giáp cốt anh em nhé. Kèo đánh cùng với một con Malphite mang thiên thạch bí ẩn, tốc biến cùng với thiêu đốt. Mình tua nhanh đến cái khúc PK luôn cho anh em xem cho đỡ tốn thời gian. Đây rồi, ok, cấp 1 đang đứng múa cùng với con Malphite phía bên kia. Kèo này thì cấp 1 khả năng cao vẫn sẽ nâng quy thôi. Malphite thì có thể khởi đầu bằng cái nhẫn Doran để đánh kèo với Yasuo đường trên và sẽ bốc bằng quy liên tục. Để xem thí sinh Malphite này có thi cử tốt hơn chút hay không chứ mấy thí sinh vừa rồi là hơi ngộp anh em nhá. Có vẻ danh sách donate nó hơi dài nên là solo nó hơi vội. Đánh không nể nang gì top donate cả, đấm như con. Cứ đè top donate ra đấm, cứ level 3 chết thôi. Thậm chí là vừa rồi đã level 1 chết luôn rồi. Solo rất vội. Các thí sinh thay nhau ra về. Đánh tay lát hit con lính đầu tiên và chọc quy lát hit hai con lính vừa rồi. Malphite thì nâng E để lát hit. Chọc một cú quy mắc tầm đấy. Sau đó thì có sẵn một cú lốc. Lốc được hay không? Lốc hack não thành công con Malphite phía bên kia. Tiếp tục lát hit. Chưa trừ bất kỳ một CS nào. Con lính chuẩn bị lên 2 này. Lên 2 nâng E luôn. E lên. E vào lính. Chém tay. E quy. Chém tay E về. Ok chưa? Ôi Malphite trả được đó đánh tay cũng khá hay. Mít mắc con lính đầu tiên rồi. Tiếp tục E lên chọc quy. Không đủ tầm rồi. Malphite lát hit dưới trụ chắc là cũng hơi vất vả một chút. Đây là con tướng rất khó để Mixda mang lính dưới trụ. Lát hit được bao nhiêu đây nhỉ? 9. 9 trên 12 thực ra là không tệ anh em nhé. Thua sao cho mình có 2 CS thôi. E né thiên thạch cái nhẹ này. Tiếp tục E vào lính chém tay vào người. E lên lốc. Lốc. Trượt rồi. Level 3 cộng vào 2 điểm Q. Tiếp tục E vào lính chọc Q vào người. Mít con xe rồi. Múa hơi nhiều chóng mặt và mất cả lính rồi anh em ơi. 15 trên 19 như vậy là trượt mất 4 CS đến từ sao cho mừng. Cú lốc trượt và Malphite vẫn có thể lát hit được con xe này. Ơi nhưng Malphite lát hit trượt rồi. Một pha E ngược trở lại nhưng vẫn dính thiên thạch. E sát người đối phương chém luôn nhưng đối phương chặt sát thương cũng là khá đau. Một pha E nhưng mà lại là lốc trượt. Ê ván này căng nhà. Quả này E lên thì chọc quy mắc tầm rất tốt. Phun số nhịp độ này là quy hồi cực kỳ nhanh. Một pha E vào trong trụ đến từ sao cho mừng. Malphite flash chạy né cú lốc vừa rồi. Sao cho mừng đang chuẩn bị đi tới đi lui để lấy giáp gió này, lấy cái nội tại nhưng Malphite cũng đã hồi nội tại rồi. Một pha tốc biến cũng rất là cẩn thận đến từ Malphite vì sợ sao cho mừng sẽ giữ được số nhịp độ và thực hiện pha thi đốt chọc quy chém tay các kiểu. Sao cho mừng đang ở ngưỡng máu thấp hơn nha. 300 máu đánh với 500 máu anh em ạ. Lệch 200 máu thì để xem là cái giáp gió của sao cho mừng sẽ phát huy tác dụng như thế nào. Tường gió đã có rồi, cắm mắt. Malphite không có mắt đúng không? Và đây quy tên này bạn. Tờ này có tường gió có thể outplay sát tường quy rồi. Chọc quy mắc tầm. Dựng tường gió, E vào lính, chém quy vào người. Và sau đó E về lính, tiếp tục E lên chém tay, E quy thiêu đốt không? Không thiêu đốt. E về, E lên, chọc quy, lướt tới lướt lui. Malphite bắt đầu nhớ nhà rồi. Lốc, xịt rồi. Quả này Malphite không giật về để né và nó đi thẳng về trụ ạ. Giáp nội tại đến từ Malphite còn, sao cho cũng đang có giáp nội tại luôn. Mất tốc biến đến từ Malphite này là đánh cực kỳ rén rồi. Lốc thành công. Tiếp tục lướt. 4 số của kỹ năng E băng trụ hay không ấy nhở? Dựng tường gió lên. Mất hết số nội tại của kỹ năng E rồi. Pha lốc. Ui cái hitbox ảo thế. Hitbox quả vừa rồi lốc hơi ảo nha. Malphite level 5 sao cho mang level 5. E và lính chém tay vào người. Dính một tiếng lăn bánh xe. Nhưng cú lốc này thì Malphite lách được với tốc độ chuyển cao sau khi có được một tiếng quy vào người sao cho mừng. Quả này thì quy ăn lính thôi. Malphite lại có giáp nội tại. Sao cho mừng thì không có giáp nội tại nha. Căng ạ. Malphite này trụ được lâu hơn một chút rồi đó. Trụ đến level 5 là hay rồi. Nhưng mà rõ ràng là thất thế hơn. Sao cho mừng đang hồi máu lại là gần 500 máu. Malphite thì không có khả năng phục hồi tốt đến như vậy. Bởi vì nhẫn Doran thì không có khả năng phục hồi gì cả. 19 CS. Một pha dựng tường gió E lên chém tay. Chưa chọc được cú quy rồi. Chưa level 6 nha. Ép kinh nghiệm à. Lốc thành công nhưng chưa level 6 để chắn chối rồi. Tiếp tục E để tích stack. Và sau đó thì pha này E quy. Có chiều cuối flash quy hay như nào đây. Lốc chúng chắn chối luôn hay không ấy nhở. Lốc xịt rồi. Malphite level 6 có không thể cản phá là hơi khó băng trụ nhá. Nãy giờ thì Malphite farm được tầm 20 CS, vẫn thua so với sao cho mừng nhưng mà ít nhất là giữ được mạng, chưa chết trước level 6 là hay rồi. Bết này đang bết này, đang bết này. Lốc trúng, chắc chắn là không dám chăn chối rồi. Malphite vẫn đang bấm B về trêu người sao cho mừng. Căng ha. Lốc trúng này, chăn chối luôn và thiêu đốt, dựng tường gió ra chọc một cái quy lấy máu trước. Malphite còn không thể cản phá. 200 máu còn lại thì Malphite chọc quy vào lính để tích lốc. Và thực hiện một cú lốc thành công. Malphite chỉ còn lại khoảng chừng 100 máu hơn mà thôi. Gần 200 máu. Không thể cản phá quá sớm đến từ Malphite. Không có sát thương từ trụ và thôi xong rồi. Malphite hết flash hết R. Về thôi bạn ơi. Về được hay không là vấn đề đây. Sẽ là một khiên trụ cho sao cho mừng trước. Sau đó thì sẽ là tình huống di chuyển để E vào lính và cản bấm B về của Malphite. Về có kịp hay không đây. Ui Malphite bấm B về an toàn thế. Chấp nhận để Malphite về và dẫn trước CS ha. Rồi, level 7 sau tình huống proxy của Malphite lúc này cực kỳ thọt. Thọt rất nhiều về kinh nghiệm và chỉ số lính. Cái gì đây bro? Lợi thế như thế mà ông lên mua đồ kháng phép thế này. Lên cả kháng phép và đánh kỹ ác ạ. Cái này đúng là đấm phan không thương tiếc rồi. Một mảnh kháng phép, 67 kháng phép đánh với Malphite phía bên kia. Không biết là Malphite lần về nhà này xách ra cái gì đây. Sẽ lên tanh hay là lên full AP. Lên tanh rồi, lên cái áo chàng gai rồi. Nào để xem là lần này ra đường thì sẽ có thể solo kill đối phương hay không. Chọc Quy tích lốc trước, E và lính. Chọc Quy chém tay, bị làm chậm tốc độ đánh tương đối đáng kể. E lên chém tay, E Quy hất tung chém tay, E về. Tiếp tục đánh tay Chọc Quy nhưng cú Quy vừa rồi trượt. Tiếp tục E lên chém tay Chọc Quy chém tay, giữ số nhịp độ tốt. E Quy hất tung chém tay chăn chối. Solo kill rồi. Cuối cùng thì tình huống solo kill cũng đã đến khi mà Malphite không còn sức phòng ngự nữa. Một quả game nó cũng phải là hơi lâu. Chuyển kèo rồi anh em ơi, chuyển sang kèo cá sấu rồi. Chuyển kèo cá sấu thì lại không cộng tốc đánh nữa. Cộng giống như ván solo đầu tiên anh em nhé. Lại kèo cá sấu với cửa sân Tây ạ. Đợt vừa rồi Sắp Châm Băng đánh top thách đấu, đợt này đang đánh anh em nhé. Đợt này vẫn đang đánh top thách đấu bình thường anh em nhé. Anh em cứ xem trên kênh chính với kênh phụ của Văn Tùng thì sẽ có hai kênh để anh em xem những giáo án của Sắp Châm Băng. Thì nó vẫn có những trận ở thách đấu, vẫn đánh cái account ở trên top thách đấu để giữ rank. Mặc dù không đánh quá nhiều nhưng mà vẫn có đánh cho các buổi livestream. Và có vẻ như là đợt vừa rồi Sắp Châm Băng spam cờ sân Tê đi top để leo top thách đấu nhiều quá. Fan cũng có xu hướng chơi cờ sân Tê rất nhiều. Rồi, đánh lại kèo mà Sắp Châm Băng đã quá là thuần thục ở trong ngày hôm nay. Đã có những màn solo rất là một chiều trước đấy diễn ra. Và để xem cờ sân Tê để sống đến level 5 được không anh em nhé. Cấp 1 chưa nâng kỹ năng. Cờ sân Tê chắc chắn là có những tình huống cộng QA thôi. QA đi đường liên tục ở những cấp độ đầu. Một pha Quy ăn lính đến từ Sắp Châm Băng nhưng đã bị dính một cú Quy đến từ cờ sân Tê. Vẫn tiếp tục đánh tay lát hit và tích nộ thêm. Lách Quy đối phương. Pha này Quy trúng đối phương nhưng đối phương cũng Quy ngược trở lại. Mỗi bên mất đi một tí máu. Nhưng cấp độ 2 vẫn sẽ có trước cho Sắp Châm Băng nhá. Rồi. Level 2 cắt và sắt lao vào trừ giáp Quy và cờ sân Tê lại flash chạy rồi. Sao toàn là những con cờ sân Tê sao cứ flash quả gì khó hiểu thế nhờ. Quả này lại chết trước level 6 rồi anh em. Không nghĩ là con cờ sân Tê này sống được level 6 đâu. Level 2 cắt và sắt lao lên cái cờ sân Tê tung biến ra chạy ạ. Chả hiểu tung biến làm gì. Ngộp. Này không biết là rank thì rank gì đây anh em. Ui, quả đứt nộ vào con lính đến từ Sắp Châm Băng. Quả đứt nộ sai mục tiêu. Mất hết cả nộ, mất cả W nữa. 17/19. Còn sân Tê thì thôi để bạn ấy lát hit dưới trụ được con nào hay con đấy thôi. Quay lại đánh lính để giữ nộ ha. Nộ lúc này là con số 27 bắt đầu tụt rồi. Đánh tay giữ nộ và một con sân Tê không tốc biến thì lúc này chỉ có thể bám farm dưới trụ như này mà thôi. Nào như nào đây. Đứt thường, Quy nộ, dính Quy A của sân Tê. Những quả chơi hit đang là cực kỳ ngộp đến từ Sắp Châm Băng dành cho cờ sân Tê phía bên kia. Cắt lao lên, thực hiện cú Quy nhưng cờ sân Tê E về trong trụ được. 21/9 CS. Bấm bình đầu tiên đến từ cờ sân Tê rồi. Cấp độ 4 là ngang nhau và Sắp Châm Băng sắp có cắt và sắt trở lại. Hết cái Quy 3 lấy cắt và sắt Quy nộ luôn này anh em này. Sao như nào đây. Một cú Quy nộ nhưng mà nó lại trượt mất rồi. Có vẻ sẽ là tình huống chờ đến level 6 farm chill chill với nhau thôi. Cờ sân Tê lúc này cũng rén rồi. Cú Quy thành công đến từ Sắp Châm Băng. Cờ sân Tê mất E rồi này. Rồi ha, mất E ha. E lên đứt nộ, đánh tay, sau đó thì E thẳng vào, đánh tay Quy nộ. Cờ sân Tê mất W, mất E và sau đó thì chạy về với khoảng chừng 200 máu, bấm bình lên rồi. Bắt đầu cắn bánh bích Quy đến từ cờ sân Tê rồi, hơi ngộp rồi. Quả này tích trên 50 nộ vào băng trụ ở level 5 với điểm cộng thứ 3 của vụ điệu cá sấu. Và nộ lúc này thì ôi vừa rồi trượt cái đòn đánh tay vừa rồi không đủ nộ để đứt nộ nhưng mà Quy lên đứt nộ thiêu đốt đi. Dễ rồi. Thí sinh tiếp theo. Độc cô cầu bại giờ đi solo cả thiên hạ rồi. Lại tiếp tục là Renekton, không biết là đánh cái kèo gì đây, lại cờ sân Tê nữa à? Lại cờ sân Tê. Kèo mà đánh đi đánh lại bên kia vẫn không thể nào thở nổi với con cá sấu này. Nào để xem là game này có gì khác hay không chứ còn mấy game trước nó bị lệch quá anh em ơi. Không biết là có ông top thách đấu nào xin solo lại hay không chứ còn solo kiểu này đánh 10 trận không biết là win đổi một trận hay không. Một Quy đổi một Quy, sao cho quay lại đánh tay đổi đánh tay. Lách Quy 3. Tiếp tục đánh tay đẩy đường và tích nộ. Làm mềm một vài con lính nhưng mà bị mít mất chỉ số lính rồi nhá. Cú quy nộ dùng để đẩy đường rồi. Một con lính nữa lên hai là chuẩn bị cắt vào sát này. Đi bộ đánh tay quy, ok. Đánh tay thêm một đòn nữa, lách quy 3 đối phương. Constantine này có vẻ biết chơi hơn một chút, là level 2 thì đánh an toàn hơn. Level 2 đứng trước mặt cá sấu nó cộng cắt vào sắt, nó sắt nộ vào là hết giáp luôn đấy anh em nhé. Constantine này farm cũng không đến mức quá tệ, nếu mà lát hit xong tên này chắc là không thua sao cho băng mấy. Ôi lát hit vừa nói xong là lát hit cực kỳ tệ luôn, Mikda bắn lính dưới trụ đúng là gà mờ luôn đấy. Được 10 trên 12 cũng ok ha, cũng không đến mức bị chênh lệch quá nhiều ở hai tên lính đầu tiên. Mà có vẻ hơi lỗ máu một chút dành cho Constantine phía bên kia. Quy nộ bóc giáp cốt trước. Chuẩn bị lên 3 có cái đứt nữa này, ngon này. Một pha đánh tay quyền năng tốt, dùng cắt và sắt né quy đối phương và lại hit con xe phía sau. Sắt về rồi. 15 trên 19 là cái tên vừa rồi cũng hụt hai con đấy anh em nhá. Sẵn sàng với cú đứt nộ, vừa rồi là pha quy nộ chứ không phải đứt nộ. Đứt thường, đánh tay, dính quy đối phương nhưng còn cắt và sắt vừa kịp hồi lại. Một pha cắt và sắt và sau đó thì bị bế vào trong trụ rồi. Rất may là sắt ra kịp và không nhận quá nhiều sát từ trụ trong pha vừa rồi. Đến từ sao cho vâng băng trụ được hay không. Chuẩn bị là một tình huống lao vào với cú quy lấy nộ trước, đứt nộ sẵn sàng, thiếu đốt sẵn sàng, đánh tay quyền năng EQ3 các kiểu. Và sau đó thì đối phương lên 4 rồi. Thôi quy nộ đi ra thôi. Quy nộ vừa rồi không có sát thương nhá, bấm bình luôn. Ôi Constantine này có quả outplay dưới trụ hơi căng đó. Constantine chắc là về TP à? Đối phương về TP thì mình reset thôi. Constantine này có vẻ biết chơi hơn đó, biết chơi hơn mấy Constantine trước rồi. Ít nhất là không bị solo Coco Chip Chip ở level 3 là may rồi. Quay được reset thì ra cho băng sẽ về và trở lại đường trên với hai trường kiếm. Constantine biết đóng băng cả lính ạ, biết đóng băng ba con lính đánh xa lại để tạo ra một cái lính an toàn. Nó có thể không triệt tiêu được quá nhiều chỉ số lính của Sao Châm Mông nhưng mà ít nhất nó giữ ở một thế lính an toàn để farm ở quay này, nhưng thực ra là nó sẽ đẩy lại mấy hồi thôi. Bởi vì đóng băng mà 7 đánh 7 ở vị trí cao như vậy thì quay sau kiểu gì nó sẽ đẩy ngược lại. Tất nhiên nó sẽ đẩy chậm hơn so với bình thường. Constantine này với tình huống xử lý bằng dịch chuyển thì chắc là ít nhất sống đến level 6 đấy. Quy đánh tay, sau đó thì W và cắt sắt rút lui né quy 3. Lách quy đối phương quay lại đánh tay quy độ. Ê con xe sao bạn? Con xe sao bro? Con xe này may là nó chưa mất máu tới mức mà nó mất tiền vào không khí luôn. Level 4 PK với level 5 vẫn đánh cực kỳ hổ báo đấy từ Sao Châm Mông với lợi thế phép hỗ trợ thiêu đốt. E lên quy nộ, sắt thẳng vào đánh tay từ nhà đến trường với đứt nộ chuẩn bị có rồi. Cứ đánh tay tích nộ thôi anh em ơi. Quy đứt. Quy nhưng mà đứt hơi trễ một chút. Có thiêu đốt nhưng mà chỉ là một tình huống cấu rỉa nhẹ để all in ở level 6. Và để xem Constantine có về hay không nha anh em nhá. Đẩy vội rồi, đẩy vội quay này để băng trụ rồi. Constantine có về không đây? Nếu mà về là chấp nhận mất nguyên quay 6 con anh em ạ. Cắm mắt, thiêu đốt. Ế, đi đâu đây bạn, phát đứt nộ. Con Constantine này cũng không đến nổi level 6 anh em ạ. Vừa hit kinh nghiệm lên 6 xong phát là bị solo kill luôn. Cá sấu, à không, chuyển sang Darius rồi. Như vậy là chuyển sang Darius rồi anh em ơi. Darius thì lấy cái gì nhở? Nhịp độ chết người, huyền thoại, tốc độ đánh, chốt chặn cuối cùng và hồi máu phụ trội. Nhánh dưới thì có cộng kháng phép, tốc độ đánh cùng với bảng phụ thì có chuyển sang giáp cốt cùng với kiên cường. À, không biết là đánh với con tướng gì mà cộng AP đây, không biết là kèo gì đây anh em ơi. Darius của Sao Châm Mông mang phép hỗ trợ cũng khá lạ. Ô, solo cùng với Warwick anh em ơi. Solo cùng với Warwick này là Sao Châm Mông chuyển sang thiêu đốt để giảm hồi máu của Warwick cùng với một cái kiệt sức để tránh all-in. Kèo này nặng về mặt xử lý kỹ năng cá nhân nha, kèo đánh cùng với một Warwick đường trên, nó hưu rác lắm. Nào để xem là kèo Darius và Warwick liệu rằng có phải là một dị nhân Warwick đánh rank cao hay không đây. Cấp 1 thì Warwick vừa có một tiếng cặp mắt và Sao Châm Mông đã có một pha phá bắt được đánh tay W. Một chút lợi thế về mặt kinh nghiệm dành cho Sao Châm Mông để lên 2 sớm hơn. Rồi Warwick mất con mắt cấp độ 1 thấy mù rồi đấy. Khiên Doran rồi, đánh tay W, 2 stack, 3 stack, 4 stack, 5 stack, có kiệt sức có thiêu đốt, đánh tay kiệt sức đến từ cả hai bên, đánh tay thiêu đốt, đánh tay W. Nhìn cái cách cộng spell là cũng thấy là có vẻ là hơi out trình rồi. Wick bên phía bên kia thấy spell như vậy mà vẫn quyết định all-in được cấp độ 1 thì thấy hơi cúc rồi. Lại Renekton tiếp. Renekton kèo gì đây? Trời ơi, lại cờ sân tê. Hoài luôn, nó có kèo đánh hoài, có ai win ở đâu. Đại tiệc solo của Độc Cô Cầu Bại sao cho mừng, và cái kết là chưa thí sinh nào vượt qua được cuộc thi này cả. Thí sinh nào cũng bị đấm túi bụi. Cờ sân tê là những con cờ sân tê thậm chí là còn bị chết trước cả level 6 anh em ạ. Đánh hết nổi luôn đó. Cấp 1 cờ sân tê đâu rồi? Đâu rồi bro? Để xem sao cho mừng sẽ cộng cái gì, nó chắc là cộng quy để lát hết ba con gần cùng một lúc thôi. Đánh tay này, quy. Đánh tay quy để bóc giáp cốt. Nhà bên phía bên kia QA cũng tốt ha. Rất nhiều người muốn đánh cờ sân tê đối đầu cùng với cá sấu của sao cho mừng. Ôi, lát hit chừa mất con rồi. Vừa rồi nó pha quy cấu rỉa tốt nhưng mà lát hit chừa mất con. Đánh tay. Đánh tay quy 50 nộ này. Đánh tay quy 50 nộ, đánh tay tiếp giữ stack flash nhầm cắt và sắt. Các thí sinh cứ lần lượt ra về này là không ổn rồi. Ngộp quá ngộp rồi. Còn thí sinh nào nữa không? Không, nhưng mà là không còn thí sinh nào trong cuộc thi ngày hôm nay. Tất cả các thí sinh đều bị loại và không ai solo kill được sao cho bất kỳ mạng nào. Có một vài tình huống sao cho có nằm xuống nhưng mà đều là Trình Cung đầu trước sau đó nằm xuống sau. Chịu rồi. Một buổi solo cũng rất là một chiều khi mà các cái top donate của sao cho hình như là cũng là những người mà có nhiều tiền nên là thời gian chơi game chắc là cũng ít ha. Bạn đi kiếm tiền về donate sao cho nên là cũng không có chơi game đủ nhiều để mà đấy, cứ level 2 tốc biến thế này là chịu rồi. Nhưng mà đấy cũng là trích xử lý rất là hay, kèo Renekton cùng với cờ sân tê anh em nhé. Level 2 cộng cắt và sắt, nếu đối phương đứng lỗi thì cắt và sắt sắt nộ luôn á. Sắt nộ trừ giáp đánh tay lấy lợi thế và cấu rỉa rất là mạnh ở level 2. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi một buổi solo nó cực kỳ một chiều của Độc Cô Cầu Bại sao cho mừng. Hẹn gặp lại anh em vào những giáo án khác nha. Bye bye.